Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cầu Vồng Review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay, các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Người đàn ông vì tiền đồ của mình nên đã chơi lớn tặng bạn gái 5 năm của mình cho tổng tài bá đạo. Cô gái rưng rưng nước mắt, rốt cuộc phải làm sao anh mới không chia tay? Chúng ta bên nhau 5 năm rồi, chẳng lẽ vẫn không bằng vài tháng anh ở bên cô ta à? Rốt cuộc là tại sao? Người đàn ông tức giận mắng, em còn hỏi nữa à? Chúng ta ở bên nhau 5 năm rồi, mà em không cho anh xơi, em có coi chúng ta là người yêu bình thường không thế? Chẳng lẽ anh không đáng tin vậy à? Cô gái nghe vậy, mặt nhăn nhó, sao anh không nói sớm? Giờ chúng ta về phòng luôn. Trong phòng, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt má cô gái Tiểu Vũ. Em đẹp quá, sau đó bàn tay anh ta bắt đầu không thành thật, Tiểu Vũ muốn ngăn lại, thì bị anh ta phản công, túm tay cô ấn lên tường định hôn. Lần đầu tiên nên Tiểu Vũ hơi hồi hộp, cô vội vàng kiếm cớ bỏ chạy, người đàn ông cảm thấy hối hận. Tiểu Vũ vội vàng phủ nhận, không phải thế, em chỉ hơi sợ, anh ta bèn ôm cô vào lòng, nói, đừng sợ. Không đau đâu, anh sẽ rất dịu dàng, đột nhiên điện thoại reo lên. Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, a Hoa, con nhỏ hôm nay sắp xếp cho Lục Tổng. Không tiện lắm, anh sắp xếp một đứa khác đi, người đàn ông lo sốt vó. Anh bảo tôi tìm đâu ra bây giờ, nếu bạn gái đứng bên, anh ta lại nổi nên ý đồ xấu. Anh ta chút say bạn gái, cô gái bất tỉnh nhân sự, nằm trên giường. Anh Hoa, anh chơi lớn ghê ha. Đây là bạn gái của anh đấy, im mồm đi. Tiểu Vũ, cô đừng trách tôi, tôi cũng hết cách rồi. Tổng tài bá đạo đứng ngoài cửa tức giận, có mỗi chút chuyện còn con cũng làm không xong, cơn giận đang không có chỗ nào phát tiết. Nhưng khi anh đẩy cửa, nhìn thấy cô gái nằm trên giường, cơn giận trong lòng anh lập tức tan biến. Nhìn có vẻ trong sáng ngây thơ đấy. Đột nhiên cô gái ôm cổ tổng tài, lật người đè anh xuống, bắt đầu cưỡng hôn người ta. Thấy cô gái chủ động như thế, Lục Tổng cũng không làm giá nữa. Cô gái say rượu không biết trời đất gì. Người đàn ông này không phải bạn trai cô, giọng điệu còn rất buông thả. Anh vẫn luôn muốn em còn gì, em sẵn sàng rồi, chúng ta tới luôn đi. Cô gái chủ động ôm ấp, tổng tài bá đạo vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Ai dè sau đó, một cái tát bay ngay vào mặt anh. Giả vờ ngây thơ à, bà đây đã nể mặt anh rồi còn gì. Lục Tổng bị tát mặt đen xì như đít nồi, em ép anh đấy nhé. Thế là Lục Tổng khóa hai tay Tiểu Vũ lại, hy vọng em sẽ không hối hận. Một nụ hôn sâu ập xuống, cảm giác ấm áp trên môi, khiến tổng tài không khỏi cảm thán. Thật ngọt như em vậy. Nội dung tiếp theo thì thôi chắc các bạn không thích xem đâu. Để tôi xem hộ cho. Nhìn vết tích để lại sau trận chiến, tổng tài không khỏi hoài nghi. Hóa ra là lần đầu tiên biết thế mình đã dịu dàng hơn một xíu rồi. Vì công ty còn có việc cần xử lý, tên Lục Tổng để lại một tờ giấy đặt dưới cốc nước. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Vũ, rồi bỏ đi. Mèo hoang nhỏ, anh sẽ quay lại tìm em sau. Lát sau, bạn trai của Tiểu Vũ tới. Thấy cô gái thân quen, trong lòng anh rất phức tạp. Rõ ràng tôi không yêu cô, tại sao tôi lại cảm thấy ghẹn tị thế nhỉ? Nhìn thấy tờ giấy tổng tài để lại dưới cốc nước, anh ta tức giận bò nát nó. Lúc này cô gái cũng mơ màng tỉnh dậy, mắt cô nhìn anh đầy chờ mong. Anh lập tức quay ra, em tỉnh rồi à? Thấy người đàn ông tức run cả người, cô gái không hiểu kiểu gì, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười. Đi tắm đi, rồi anh đưa em đi ăn. Tiểu Vũ đồng ý, mặc áo ngủ bước ra. Tiểu Vũ còn xấu hổ, đúng là tối qua anh làm lâu quá, em cũng hơi đói đấy. Anh bạn trai nghe mà tức cái lồng ngực, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn. Anh bước tới ôm cô vào lòng, nói, Tiểu Vũ, anh yêu em. Cô gái mừng rớt nước mắt, đến giờ này mà cô vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng người đàn ông trước mặt yêu cô thật lòng. Lý Hoa, em cũng yêu anh. Thấy cô gái ôm mình chặt quá, trong mắt Lý Hoa lóe lên một tia hối hận. Tiểu Vũ, anh sẽ không buông tay em đâu. Cô gái vừa bước vào cửa thì nhìn thấy bạn trai mình đang ôm con đĩ khác. Cô biết được sự thật, nhìn tên cha nam đã bên mình 5 năm, trong lòng vô cùng phức tạp. Vậy tối hôm đó người đàn ông đã ngủ cùng em? Không phải anh à, con Tiểu Tam thấy vậy còn thêm dầu vào lừa. Người đàn ông sợ sự việc bại lộ, vung tay và lệch mặt con Tiểu Tam, sau đó quỳ xuống cầu xin bạn gái tha thứ. Nhưng Tiểu Vũ đã vô cùng thất vọng với người đàn ông này, sao có thể tin lời xả lơ của anh ta, ấy van xin không có tác dụng. Lý Hoa bèn nói, lúc em ở bên người đàn ông khác, sao em không chê? Tiểu Vũ thấy anh định bẻ cong sự thật, cô tức ẻ, rõ ràng anh đã tặng tôi cho người khác, còn quay lại trách tôi, anh có liêm sỉ chút đi làm ơn. Mềm không được, Lý Hoa bèn chơi rắn ấn cô lên cửa. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tổng tài bá đạo đã xuất hiện kịp thời cứu Tiểu Vũ. Lý Hoa ngoảnh lại nhìn người vừa tới, khinh bỉ ra mặt, anh là ai? Tổng tài bá đạo kéo Tiểu Vũ vào lòng, tên của tôi anh không xứng được biết. Sau đó ba anh công an xông vào túm tay Lý Hoa, thật ngại quá Lục Tổng, chúng tôi tới muộn. Lý Hoa biết thân phận của tổng tài, kinh ngạc, anh chính là Lục Tổng à? Nhìn cô gái đầu tiên dám vả vỡ alo của mình, Lục Tổng không che giấu nụ cười đùa cợt, sao thế? Chiếm tiện nghi của anh, giờ không chịu trách nhiệm à? Yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng cô gái đã có kinh nghiệm bị cắm sừng, chỉ nghĩ anh đang thương hại mình,
trong mắt chỉ có một mảnh trống rỗng. Tên cha nam vẫn không chịu từ bỏ cầu xin tiểu vũ quay lại. Hành động khua chiên gióng trống này làm các đồng nghiệp xì xào bàn tán, bị tiểu vũ chất vấn. Lý Hoa vẫn nhai như bò nhai cỏ. Anh đã theo đuổi em thế nào? Anh yêu em thế nào? Nhưng trái tim cô gái, ở lúc anh tặng cô cho người đàn ông khác, đã chết rồi. Ánh mắt cô đầy sự khinh bỉ, lại người hèn hạ như anh cả đời tôi cũng không thèm. Ai dè Lý Hoa tức quá, vung tay tát lệch mặt tiểu vũ, sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi để cô gái lại một mình. Suốt cả chiều, tiểu vũ cứ ngồi nguyên tại chỗ suy sụp, mặc mưa lớn xối xả trên người, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy trên gương mặt. Đúng lúc cô tuyệt vọng, một ánh sáng bước vào thế giới của cô. Tổng tài bá đạo cầm ô nhẹ nhàng bước đến bên cô. Lúc này trong mắt cô, anh vô cùng to lớn vĩ đại. Quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng khóc theo anh về đi. Lục tổng muốn đưa tiểu vũ đi ăn gì đó. Lúc này Ôn Tiểu Vũ làm gì có tâm trạng, cô đứng dậy nói mình muốn về nhà. Ôn Tiểu Vũ lau nước mắt, xin lỗi Lục Trầm, tại để anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của em. Nhưng Lục Trầm đến đây là vì cô. Cô nhất thời đỏ mặt. Lục Trầm thấy Ôn Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, vui vẻ thầm nhủ, đỏ mặt rồi, xem ra là mê mình đứ đừ rồi. Ôn Tiểu Vũ vội vàng xin lỗi Lục Trầm, nếu anh đến vì chuyện tối hôm đó, em cũng nói rõ ràng với anh, em không cần anh thương hại hay chịu trách nhiệm. Lục Trầm đặt tay lên vai Ôn Tiểu Vũ, nghiêm túc mà, nghe hai chữ nghiêm túc, Ôn Tiểu Vũ lại nhớ lời bạn trai cũ từng hứa với cô. Cô gạt tay Lục Trầm ra, anh Lục, nếu anh coi tình cảm như một trò chơi, thì anh tìm người khác đi, em rất mệt không muốn chơi nữa. Lục Trầm lại bị Ôn Tiểu Vũ từ chối. Lục Trầm trở về văn phòng, bảo Châu Khởi Hiên tới hiến kế, phải hủy kế hoạch đầu tư vào công ty Tần Lập Hoa. Tần Lập Hoa thà hy sinh bạn gái mình cũng phải lấy được khoản đầu tư. Loại người này không thể hợp tác, Châu Khởi Hiên cũng tán thành, loại người này quá đê tiện. Lục Trầm lạnh lùng nhìn Châu Khởi Hoa, anh cũng không thoát khỏi liên can đến vụ này đâu. Lục Trầm vừa nhìn là biết đây là kế của ai. Anh cảnh cáo Châu Khởi Hiên, anh đừng quên ai mới là sếp của anh. Lục Trầm trở về nhà, mở cửa phòng ông nội ra, lớn tiếng hỏi ông, tại sao lại làm thế? Lục tháo kính xuống, khẽ thở dài, cháu không chịu yêu đương. Bên ngoài đồn cháu với Châu Khởi Hiên chơi bê đuê, lời ông tiếng ve, nhà họ Lục ta sao lại để cho người khác tùy tiện bịa chuyện như thế? Lục đứng dậy, vỗ vai Lục Trầm, cô gái đó tên là Ôn Tiểu Vũ à, cháu phải bồi thường cô ấy tử tế, tiền không thành vấn đề. Lục Trầm nổi giận với ông Lục, năm đó ông ép Nhiễm Nhiễm phải đi, mấy năm nay, ông nhét cho cháu bao nhiêu cô, cháu không làm khó ông. Chị từ chối giữ thể diện, nhưng sao ông lại ép cháu, giờ còn lợi dụng cả Châu Khởi Hiên, còn chuyện gì mà ông không làm được không? Ông tưởng tiền có thể mua được mọi thứ à? Ông Lục cười khẽ, phụ nữ là loại sinh vật như thế mà. Lục Trầm mặc kệ ông, lật luôn bài ngừa, nói mình thích Ôn Tiểu Vũ, cháu muốn cưới Ôn Tiểu Vũ. Ông nội tức giận trừng mắt rung râu. Lục Trầm vừa đi khỏi, ông đã gọi điện thoại, bảo người ở đầu dây bên kia gọi Ôn Tiểu Vũ tới, đưa cô đến gặp ông. Cô gái này quá khổ, bạn trai muốn thăng chức tặng cô cho tổng tài, công ty muốn mời khách bắt cô đi hầu rượu. Ôn Tiểu Vũ lần đầu đi hầu rượu, ngồi trên sofa lo lắng bất an. Lúc này có một ông hói đầu bước tới, ngồi bên cạnh Ôn Tiểu Vũ, ôm vai cô. Tiểu Vũ chê ra mặt né sang một bên, cấp trên mắng cô có muốn công việc nữa không hả? Đây là khách quen của công ty ta. Uống một chốc, mặt Ôn Tiểu Vũ đã đỏ bừng, cô vội vàng xua tay, nói mình không uống nổi nữa. Cô biết nếu uống tiếp thì chắc chắn mình sẽ bị lôi đi. Cô lấy cớ đi vệ sinh, vào nhà vệ sinh Ôn Tiểu Vũ nghĩ mông lung, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ mất việc, mẹ và em gái cô phải làm sao? Cô lấy dũng khí, mình nhất định làm được. Nhưng đột nhiên một người đàn ông bước vào, Ôn Tiểu Vũ định bảo anh vào nhầm phòng rồi, nhưng ai ngờ đó là Lục Trầm. Cô giật mình, lùi bước, Lục Trầm kéo tay Ôn Tiểu Vũ lại, lôi ra ngoài cửa. Ôn Tiểu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, nói em không đi. Lục Trầm hỏi cô, em thiếu tiền lắm à, còn đi hầu rượu nữa? Nếu nhất định phải đi hầu rượu thì em có thể hầu hạ anh. Tiểu Vũ cúi đầu, đây là trò chơi của người có tiền các anh à, nhất định phải sỉ nhục em như thế à? Lục Trầm nâng cầm cô lên, đây không phải sỉ nhục là lựa chọn. Lục Trầm ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Vũ, dịu dàng nhìn cô, em muốn chọn thế nào? Ôn Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, vàng mắt long lanh ánh nước, em chỉ muốn cố gắng sống tiếp, sao lại khó như thế? Lục Trầm dịu dàng lau nước mắt cho cô, hành động thân mật làm Tiểu Vũ càng đỏ mặt. Ôn Tiểu Vũ thấy Lục Trầm cười trộm, tức giận hỏi, anh cười cái gì? Lục Trầm đặt tay lên vai Tiểu Vũ, anh biết em bị ép, em xem, không phải anh đã tới cứu em rồi à? Bạn có thể tưởng tượng nổi, tổng tài bá đạo Lục Trầm xông vào nhà vệ sinh nữ đưa Ôn Tiểu Vũ đi. Để gặp phụ huynh, Lục Trầm chuẩn bị cho Ôn Tiểu Vũ một bộ đồ mới. Sau đó nắm tay Ôn Tiểu Vũ đến gặp ông nội. Ông Lục thấy hai người cầm tay nhau, áo kính xuống, bắt Lục Trầm ra ngoài để ông nói chuyện riêng với Ôn Tiểu Vũ. Lục Trầm đứng chắn trước mặt Tiểu Vũ. Ông Lục nói, cháu sợ ông ăn thịt nó hay gì? Lục Trầm quay sang dặn dò Ôn Tiểu Vũ, anh ở bên ngoài có việc gì thì cứ gọi anh. Ôn Tiểu Vũ gật đầu, cánh cửa đóng sập lại. Ôn Tiểu Vũ cúi chào ông Lục,
Ông Lục lau mắt kính. Tôi rất tò mò, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Lục Trầm si mê cô như thế còn đòi cưới cô. Ôn Tiểu Vũ kinh ngạc, Lục Trầm nói như thế thật à? Ôn Tiểu Vũ căng thẳng, nói với ông Lục, tôi đã từ chối Lục Trầm từ đầu, tôi chưa từng có ý định trèo cao. Ông Lục thấy cô hồi hộp, đập tay lên bàn, cô tưởng tôi sẽ tin cô à? Nói đi, cô muốn bao tiền mới rời xa Lục Trầm? Ôn Tiểu Vũ thấy ông Lục gây sự vô lý. Lục, tôi tôn trọng ông vì ông lớn tuổi. Nếu ông cứ gây sự vô lý như vậy thì tôi đi luôn. Nói rồi Ôn Tiểu Vũ bỏ ra ngoài. Lục Trầm đứng sẵn ngoài cửa kéo Ôn Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ ngã vào lòng Lục Trầm. Lục Trầm dịu dàng nhìn cô, nói chuyện xong rồi anh đưa em về nhà. Lên xe, Lục Trầm thấy Tiểu Vũ không nói không rằng. Chẳng lẽ em không tò mò sao anh lại đưa em đi gặp ông à? Ôn Tiểu Vũ định nói gì đó, nhưng rồi cô bảo Lục Trầm, em không cần anh thương hại, em không cần anh chịu trách nhiệm. Lục Trầm khẽ đáp, anh biết. Tiểu Vũ nổi giận, anh biết rồi sao còn đưa em đi gặp ông nội? Lục Trầm ra hiệu im lặng, chuyện của anh và em ông nội chắc chắn đã biết. Ông rất giận, dù hôm nay anh không đưa em tới, sớm muộn ông ấy cũng bắt em tới, để tránh cho em chịu tổn thương không đáng có, anh chủ động đưa em đi luôn. Nhưng Tiểu Vũ vẫn đầy nghi hoặc. Lục Trầm cười nói, chỉ có em không thích anh mới tỏ thái độ phản kháng như thế, ông nội anh mới không nắm thóp được. Ôn Tiểu Vũ ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, hóa ra tất cả đều nằm trong tay Lục tổng. Bạn có tin không, Ôn Tiểu Vũ mới sáng ra đi làm đã bị người ta xì xào bàn tán, dự án lớn nhất nói toang là toang. Ôn Tiểu Vũ này giỏi thật, cô nghe tiếng đồng nghiệp thì thầm to nhỏ, nghĩ chắc mình nên từ chức thôi. Ôn Tiểu Vũ đến phòng nhân sự nộp đơn xin từ chức. Xin lỗi quản lý, vì mình đã gây ra tổn thất lớn cho công ty. Nhưng quản lý lại cảm thấy rất khó xử, vì sáng hôm nay, tổng giám đốc đã gọi điện nói dù thế nào cũng không được làm khó cô. Ôn Tiểu Vũ kinh ngạc, quản lý cũng nhắc nhở Ôn Tiểu Vũ, dù chúng ta là bạn thân, tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng cấp trên đã yêu cầu, tôi không thể mạo phạm, dù sao vụ này cũng đặc biệt. Tiểu Vũ, cô nghĩ sao? Tiểu Vũ do dự một lúc quyết định vẫn từ chức. Cô mất việc một mình thất thểu rời công ty, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô, hóa ra là Lục Trầm. Lục Trầm bước lại gần cô. Nghe nói em từ chức à? Tiểu Vũ cúi đầu. Tin tức của Lục tổng nhanh nhạy thật. Lục Trầm nhìn Ôn Tiểu Vũ, thế thì tiếc quá, mất đi một nhân viên ưu tú trách nhiệm thế này. Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, anh tiếc cho công ty em hả? Lục Trầm lắc đầu. Tiểu Vũ không hiểu. Lục Trầm búng chán cô một cái, anh đã mua công ty của em lại từ chức, anh không thể tiếc cho mình à? Tiểu Vũ cạn lời, anh nhiều tiền thế thì đi làm từ thiện đi, em không cần anh làm thế vì em, làm gì cũng được đừng tốn tiền vì em. Lục Trầm nghiêm mặt nhìn cô hỏi, Tiểu Vũ em vẫn không hiểu à? Ôn Tiểu Vũ ngơ ngác, hiểu cái gì cơ? Lục Trầm trịnh trọng nói với Ôn Tiểu Vũ, anh đang theo đuổi em. Lời tỏ tình bá đạo của Lục Trầm làm Ôn Tiểu Vũ cũng bó tay. Em không cần anh thương hại, cũng không muốn chơi trò chơi tình yêu với người giàu các anh, giờ em chỉ muốn sống yên ổn, cố gắng kiếm tiền. Lục Trầm không ngờ lại bị Ôn Tiểu Vũ từ chối thẳng thừng như thế, thất vọng bỏ đi, không thể tin nổi. Tổng tài bá đạo Lục Trầm vừa có tài vừa có sắc, đẹp trai thông minh cũng bị thất tình. Lục Trầm thất tình, không có tâm trạng làm việc, nhắm mắt nằm trên ghế. Châu Khởi Hiên vội hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, hóa ra là Lục Trầm lại bị Ôn Tiểu Vũ chê. Tiểu Vũ cảm thấy tôi đang chơi đùa với cô ấy. Châu Khởi Hiên cầm ly cà phê của Lục Trầm lên nhắm, giúp anh phân tích, thật ra cũng bình thường thôi, dù sao cô ấy đã từng yêu một thằng cha nam mà. Tiểu Vũ từng dính một thằng cha nam, chim sẻ sợ cành cong. Theo tôi thấy anh cứ cầu hôn luôn, thế thì cô ấy sẽ thấy được sự chân thành. Lục Trầm khẽ thở dài, làm thế không được cô ấy sẽ càng phản cảm. Lục Trầm cũng có đối sách mới. Sáng hôm sau, Lục Trầm đến trước cửa khu nhà của Tiểu Vũ. Ôn Tiểu Vũ thấy Lục Trầm rất ngạc nhiên, sao anh lại tới đây? Lục Trầm bèn giải thích, không làm người yêu được thì làm bạn vậy, em có muốn đi tìm việc không? Tiểu Vũ bó tay, sao chuyện gì anh cũng biết thế? Lên xe, Lục Trầm dịu dàng giúp Tiểu Vũ cài dây an toàn, còn giới thiệu công việc cho Tiểu Vũ. Ôn Tiểu Vũ bối rối, nhìn ra ngoài cửa, em có thể tự đi tìm việc, nhưng Lục Trầm không cho Ôn Tiểu Vũ cơ hội từ chối. Là bạn bè, giúp em tìm công việc cũng không được hả? Ôn Tiểu Vũ không nói lại, Lục Trầm im lặng chấp nhận. Lục Trầm mừng thầm, thế mới ngoan chứ. Lúc Ôn Tiểu Vũ phỏng vấn, Lục Trầm ngồi ngoài đợi buồn buồn lướt điện thoại. Đột nhiên cửa mở, Ôn Tiểu Vũ bước ra. Lục Trầm vội vàng tháo tai nghe, hỏi cô kết quả thế nào. Ôn Tiểu Vũ vui vẻ báo cho anh cô đã qua vòng phỏng vấn. Lục Trầm cũng nhanh chóng cướp lời, anh tìm việc giúp em rồi, có phải nên mời anh một bữa không? Ôn Tiểu Vũ vui vẻ đồng ý. Cô dẫn Lục Trầm đến một quán đồ ăn Tứ Xuyên, muốn mời Lục Trầm một bữa. Tổng tài bá đạo Lục Trầm muốn ôm Ôn Tiểu Vũ vào lòng, em dù Ôn Tiểu Vũ đi xem phim kinh dị, nhưng Ôn Tiểu Vũ ngồi xem rất tập trung, bình tĩnh tự tin uống nước. Lục Trầm cảm thấy mình đã đánh giá thấp lá gan của Tiểu Vũ rồi, phải đổi kế sách thôi. Đột nhiên trong đầu Lục Trầm lóe lên, anh bổ nhào vào lòng Ôn Tiểu Vũ. Ôn Tiểu Vũ cúi đầu nhìn anh, xoa xoa đầu Lục Trầm, không phải sợ, không hề biết Lục tổng đang nở nụ cười đắc ý,
Xem phim xong, Lục Trầm cố tình giả vờ. Ui sợ ghê, lần sau không xem phim kinh dị nữa đâu. Ôn Tiểu Vũ đứng cạnh cười ha ha, không ngờ nhìn anh ngầu vậy, mà cũng có lúc sợ. Lục Trầm cốc đầu Ôn Tiểu Vũ một cái. Anh cũng là người thôi, đừng yêu cầu cao quá. Ôn Tiểu Vũ tủi thân ra mặt đứng được ra đo, người ta có yêu cầu gì đâu. Xem phim xong, Lục Trầm đưa Ôn Tiểu Vũ về nhà. Trên xe, Lục Trầm bảo Tiểu Vũ, hôm nay anh rất vui. Ôn Tiểu Vũ thấy anh rất chân thành, tỏ mặt cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Nói rồi cô vội vàng xuống xe chạy vào nhà. Lục Trầm nhìn theo Ôn Tiểu Vũ hoảng hốt, trong lòng mừng thầm, còn bảo không thích mình, đúng là khẩu thị tâm phi. Hôm sau, Ôn Tiểu Vũ đang làm việc cầm cốc nước ngồi đần mặt ra. Đồng nghiệp vẫy vẫy tay, gọi Tiểu Vũ. Ôn Tiểu Vũ giật mình đáp lại, sao thế? Có tin đồn, người hôm qua đón cô tan làm là bạn trai cô à? Hai má Ôn Tiểu Vũ lập tức đỏ bừng. Cô rối rít xua tay, không phải đâu, sao cô lại hỏi thế? Không có gì, tôi cũng hỏi hộ người ta thôi. Sau đó cô hắng giọng gọi vọng ra ngoài cửa. Tiểu Cao, anh có cơ hội rồi, Ôn Tiểu Vũ chưa có bạn trai đâu. Ôn Tiểu Vũ ngớ người. Tiểu Cao cũng xấu hổ, đứng dậy. Lý Thanh Thanh, sao cô lại nói to thế? Cả công ty biết hết rồi đấy. Lý Thanh Thanh đập vào tay Tiểu Cao một phát. Anh thích Ôn Tiểu Vũ còn gì? Bà đây đang giúp anh lại còn chửi tôi. To gan thật, Ôn Tiểu Vũ nhìn hai người họ chửi nhau. Bạn có tin được không? Lục Trầm tổng tài bá đạo cũng có tình địch. Ôn Tiểu Vũ tan làm thu dọn giấy tờ. Có người gọi cô, hóa ra là Tiểu Cao mời Ôn Tiểu Vũ tan làm cùng đi ăn. Ôn Tiểu Vũ định từ chối thì điện thoại reo. Hóa ra là Lục Trầm. Anh bảo Tiểu Vũ anh đã đợi ở dưới tòa nhà rồi. Ôn Tiểu Vũ vui vẻ đáp, ok anh. Tôi quay sang bảo Tiểu Cao tôi có hẹn rồi. Tiểu Cao xấu hổ gãi đầu đáp, không sao đâu. Lần sau rảnh lại đi. Tiểu Vũ mừng húng chạy xuống nhà. Vừa xuống đã nghe tiếng Lục Trầm giục cô mau lên xe. Tiểu Vũ hỏi anh định đi đâu. Lục Trầm cố ý ra vẻ thần bí, đến nơi là em biết. Hóa ra họ đến sân trượt patin. Tiểu Vũ ở trên sân trượt patin vô cùng vui vẻ. Cô hỏi Lục Trầm, sao anh biết em thích trượt patin thế? Lục Trầm điềm đạm nói, xem Facebook của em là biết. Tieru Vũ kích lộ phi đến trước mặt anh, xem ra em hỏi thừa rồi nhỉ. Tiểu Vũ trượt một cái cách xa Lục Trầm vài mét. Ôn Tiểu Vũ vui vẻ nói với anh, em trượt rất giỏi đấy. Lục Trầm nhìn cô cười vui khúc khích, lần đầu tiên thấy cô thế này, thật đẹp. Cô vẫy vẫy tay gọi anh, Lục Trầm, mau tới đây. Lục Trầm nghe tiếng gọi, định thần lại, mặt hơi đỏ. Đợi lát anh tới ngay. Lục Trầm trượt về phía trước, nhưng vì anh không quen trượt patin, đứng không vững, ngã chổng vó. Lục Trầm cảm thấy hình tượng chói lòa của mình sắp sụp đổ rồi. Nhưng đột nhiên có đôi tay kéo anh lại, nhưng không đủ lực, dầm, hai người ngã xuống đất. Lục Trầm vội vàng đưa Tiểu Vũ đến phòng khám gần đó. Kiểm tra vết thương đầu gối của cô. Lục Trầm, Ôn Tiểu Vũ không muốn Lục Trầm quá tự trách, an ủi anh, không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Ôn Tiểu Vũ chưa nói hết, thuốc chạm vào miệng vết thương. Cô đã đau như bị điện giật toàn thân. Lục Trầm nhìn cô còn nói không sao à, tiếp tục bôi thuốc, động tác rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, còn thổi nhẹ vào miệng vết thương. Thấy Lục Trầm chân thành như thế, Ôn Tiểu Vũ đỏ mặt. Khi tổng tài bá đạo đưa bạn về nhà, anh ta sẽ dễ dàng ra về sao? Lục Trầm đưa Ôn Tiểu Vũ đã băng bó xong đến nhà. Thấy cô đi khập khiễng, anh quan tâm hỏi em có chắc đi được không? Ôn Tiểu Vũ lẻ lưỡi, giơ tay ra dấu ok la. Nhưng Lục Trầm nhanh chân bước tới, bế Tiểu Vũ lên. Thấy em không đi được đâu. Đến trước cửa nhà Ôn Tiểu Vũ, cô rối rít bảo Lục Trầm có thể cho em xuống, im lặng đồng ý với anh. Tôi từ từ mở cửa, Ôn Tiểu Vũ vào trong nhà, giục Lục Trầm mau đi về. Nhưng anh lại từ từ tiến đến gần cô. Tiểu Vũ vội lùi lại, anh muốn làm gì? Lục Trầm cầm tay Ôn Tiểu Vũ, em đã dụ sói vào nhà rồi. Ôn Tiểu Vũ sợ hãi bảo anh bình tĩnh lại. Giờ anh đang rất bình tĩnh, gương mặt Lục Trầm từ từ tiến lại gần. Ôn Tiểu Vũ sợ hãi, nhắm chặt mắt, đẩy Lục Trầm ra, anh không được làm thế. Lục Trầm túm lấy hai tay Ôn Tiểu Vũ ấn lên giường. Không được như thế, Ôn Tiểu Vũ gào thét trong nước mắt. Lục Trầm, anh không được làm thế, anh mà thế này em sẽ giận đấy. Lục Trầm nhìn Ôn Tiểu Vũ, biết mình không được quá vội vàng. Anh bật cười nói, anh trêu em thôi, nhưng anh nghiêm túc nói với Tiểu Vũ. Ôn Tiểu Vũ, em hãy nhớ, sau này chỉ có mình anh được bước qua cánh cửa này. Ôn Tiểu Vũ hơi ngạc nhiên, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Ôn Tiểu Vũ dần thích nghi với công việc mới, cũng bắt đầu quen với những cuộc hẹn hàng ngày của Lục Trầm. Rõ ràng cô biết không được đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, nhưng vẫn không từ chối. Chỉ có anh chàng này là làm người ta tiền đình, bạn có tin nổi không? Tổng tài bá đạo Lục Trầm đã có tình địch, Ôn Tiểu Vũ bị thanh niên này theo đuổi. Rõ ràng cô đã từ chối rất nhiều lần, nhưng anh vẫn bám dai như đỉa. Tiểu Vũ bó tay, nói, tôi không có cảm giác gì với anh cả, đây còn là công ty, anh cứ theo đuổi tôi quá đà như thế, sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nhưng Tiểu Cao đáp, lần sau tôi sẽ tem tém lại. Tiểu Vũ bó tay, không hề biết sếp đã đứng sau quan sát tất cả, còn gọi điện cho Lục Trầm, nói mình sắp đuổi việc Ôn Tiểu Vũ. Lục Trầm bèn bảo, anh đùa tôi à? Anh sếp đáp, có người ở công ty theo đuổi Ôn Tiểu Vũ điên cuồng, ảnh hưởng đến môi trường làm việc.
Lục Trầm tức giận, có đứa dám theo đuổi người con gái của tôi trước mũi tôi hả? Anh cúp điện thoại, đến thẳng công ty, tan làm Tiểu Vũ thu dọn đồ đạc ra về. Đột nhiên Tiểu Cao xuất hiện phía sau, gọi cô, mời Tiểu Vũ đi xem phim. Tiểu Vũ phiền thấy mẹ, cái thằng này bị sao vậy? Đá mãi không được, cô bước thật nhanh ra khỏi công ty. Tiểu Cao vẫn bám đuôi dai dẳng. Lý Thanh Thanh thấy thế cũng cạn lời. Cái thằng Tiểu Cao óc nho này, theo đuổi như chó theo chủ thế, thì ai thèm đồng ý. Tiểu Cao hét to, Tiểu Vũ, có phải cô có người thích rồi không? Nên mới từ chối tôi. Tiểu Vũ muốn Tiểu Cao từ bỏ mình, nên cúi đầu bảo Tiểu Cao tôi có người thích rồi. Nhưng Tiểu Cao vẫn không chịu từ bỏ, còn vỗ ngực anh ta là ai, chúng tôi cạnh tranh công bằng. Là tôi, phiền anh đừng quấy rầy bạn gái tôi nữa. Ôn Tiểu Vũ không ngờ Lục Trầm lại tới. Lục Trầm ôm eo Ôn Tiểu Vũ, bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Đẹp trai vãi, bảo sao cô ấy kêu không có bạn trai. Tiểu Vũ có anh bạn trai đáng ghen tị ghê. Đồng nghiệp nam cũng kêu. Từ sau khi Tiểu Vũ đến, cái văn phòng này như quay phim ngôn lũ ấy. Lý Thanh Thanh đứng gần đó cảm thấy bạn trai của Ôn Tiểu Vũ nhìn quen quen. Cúi đầu nhìn thấy quyển tạp chí trên bàn, cô nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Cao. Ôi bỏ đi, cậu thua xa người ta. Ông nội Lục đúng là hãm tài, giờ đủ mưu hèn kế bẩn ngăn cản cháu trai ở bên người mình thích. Lục Trầm và Ôn Tiểu Vũ ăn cơm xong đang đi tản bộ nói chuyện, không hề biết mình bị người ta theo dõi. Ông nội Lục biết Lục Trầm và Ôn Tiểu Vũ suốt một tháng liền, gần như ngày nào cũng gặp nhau. Ông lập tức hẹn Ôn Tiểu Vũ đến một quán cà phê. Thấy Ôn Tiểu Vũ có vẻ căng thẳng, tôi gọi cô tới đây chắc cô cũng biết là vì chuyện gì. Tiểu Vũ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ông Lục. Vì Lục Trầm à, ông nội Lục lạnh lùng nói. Đến giờ mà cô vẫn còn câu dẫn Lục Trầm, chẳng lẽ lần trước tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Ôn Tiểu Vũ bèn bật dậy cãi, tôi không câu dẫn anh ấy. Nhưng ông nội Lục không thèm nghe cô giải thích, lấy một tờ chi phiếu ra, ở đây có 2 triệu cầm tiền, rời khỏi thành phố hát đi. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn tờ chi phiếu, chất vấn ông Lục, ông tưởng tiền có thể mua được tất cả à? Rồi cô xé nát tờ chi phiếu. Ông Lục không thể tin nổi. Ôn Tiểu Vũ chậm rãi đứng dậy, ông Lục không cần như vậy, tự tôi biết phải làm thế nào. Không cần ông lấy tiền để nhắc nhở tôi hèn đến mức nào đâu. Ôn Tiểu Vũ trở về phòng, ngồi đờ đẫn trên giường. Lục Trầm, cảm ơn anh đã đem lại cho em nhiều niềm nay. Lục Trầm nhận được tin, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Tiểu Vũ lại đột nhiên không từ mà biệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh không cho phép em rời xa anh. Bạn có thể tưởng tượng nổi không? Ôn Tiểu Vũ không từ mà biệt chia tay Lục Trầm. Lục Trầm nắm chặt vô lăng, chiếc xe lao nhanh như gió khi tới ga tàu. Lục Trầm tới nơi, dùng tốc độ nhanh nhất để mua vé. Nhưng khi Lục Trầm lên tàu, nhìn quanh dòng người tấp nập, Lục Trầm cảm thấy có chút khó khăn, cứ tìm thế này cũng không phải cách. Nhân viên soát vé đứng bên cạnh thấy Lục Trầm đứng băn khoăn, bèn hỏi anh có cần giúp gì không? Lục Trầm bèn hỏi nhân viên, tôi tới tìm vợ tôi, cô ấy bỏ nhà ra đi. Sáng nay chúng tôi vừa cãi nhau, cô ấy đạp cửa bỏ đi, trong bụng cô ấy còn có 2 đứa trẻ sinh đôi của chúng tôi. Nhân viên nghe Lục Trầm nói thế, xúc động ngang, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm cô ấy. Lục Trầm thấy nhân viên chạy đi, trong lòng thầm tính toán, chưa đến 5 phút mình sẽ có thể tra ra chỗ ngồi của cô ấy. Nhưng lúc này ở chỗ của Ôn Tiểu Vũ, lại trống trơn, nhân viên cũng giải thích, chắc vợ anh chưa lên tàu rồi. Lục Trầm ngồi về chỗ của Ôn Tiểu Vũ, điện thoại thì không nghe, không từ mà biệt, chẳng lẽ là ông nội? Lục Trầm vội gọi điện cho ông nội, ông giấu Ôn Tiểu Vũ đi đâu rồi? Ông Lục rất bình tĩnh giải thích, ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi, rồi đến có một ngày cháu sẽ hiểu. Nghe ông nội Lục nói thế, Lục Trầm tức giận cúp máy luôn. Ở diễn biến khác, Ôn Tiểu Vũ ngồi trên taxi, nhận ra điều bất thường, bèn hỏi tài xế, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Tài xế ngoảnh lại nhìn Ôn Tiểu Vũ, cô bé, cuối cùng cô đã phát hiện ra rồi à? Lục Trầm mặt rất chán đời, ngồi đần thối trên xe. Đột nhiên điện thoại reo, hóa ra Ôn Tiểu Vũ đã bị bắt cóc, đòi Lục Trầm cầm 5 triệu đến chuộc Ôn Tiểu Vũ, chỉ cho phép một người đi. Lục Trầm không tin Ôn Tiểu Vũ bị bắt cóc, đòi nghe giọng Ôn Tiểu Vũ, nhưng Ôn Tiểu Vũ không muốn Lục Trầm rơi vào nguy hiểm, lựa chọn im lặng. Tên bắt cóc tung chân đạp ngã Ôn Tiểu Vũ, Lục Trầm ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng kêu, lập tức hét lên. Mày mà dám động vào một cọng lông của cô ấy, tao sẽ cho chúng mày đi đời. Ôn Tiểu Vũ bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi một mình Lục Trầm phải mang 5 triệu đến chuộc Ôn Tiểu Vũ. Lục Trầm tung chân đạp đổ cánh cửa, đám bắt cóc mắt chữ O mồm chữ A, anh quăng 5 triệu vào mặt chúng. Đột nhiên có tên tóc vàng nhảy ra từ phía sau Lục Trầm. Ôn Tiểu Vũ bèn hét lên, Lục Trầm cẩn thận. Nhưng Lục Trầm không kịp phản ứng, bị đánh ngất. Bọn bắt cóc túm được cả Lục Trầm. Ôn Tiểu Vũ không hiểu, đã cho chúng tiền rồi, sao còn làm hại Lục Trầm nữa? Chẳng lẽ họ không hề cần tiền? Đợi đám bắt cóc rời khỏi, Ôn Tiểu Vũ nhìn Lục Trầm đang hôn mê, nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên má Lục Trầm một cái. Ôn Tiểu Vũ cũng đỏ mặt, vội vàng tránh né, mình đang làm gì vậy? Cô cắn chặt môi niệm chú, sắc tức là không, không tức là sắc. Một buổi tối trôi qua, Ôn Tiểu Vũ kiệt sức dượng, thấy Lục Trầm đã tỉnh lại, Ôn Tiểu Vũ vội hỏi. Đầu anh còn đau không? Hôm qua anh bị gậy phang mạnh lắm.
Lục Trầm không đáp vì anh muốn biết tại sao Ôn Tiểu Vũ lại rời khỏi thành phố H là vì ông nội ép hả? Ôn Tiểu Vũ ngây người nhìn Lục Trầm, cô không biết giải thích sao? Anh trả lời câu hỏi của em trước đã, đầu còn đau không? Đau vì bị em chọc giận. Ôn Tiểu Vũ rơi vào trầm tư. Lục Trầm dựa vào người cô, anh không cho phép em dễ dàng từ bỏ anh như thế. Nhưng Lục Trầm, anh không hiểu à? Thấy Lục Trầm chân thành như thế, Tiểu Vũ do dự nói. Em không trách anh, chỉ là chúng ta không hợp nhau. Chỗ nào không hợp, anh thích em nên mới công khai theo đuổi em. Để mọi người đều thấy chúng ta là một đôi, em không hiểu à? Anh thật sự thích em. Ôn Tiểu Vũ đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác. Anh đừng tỏ tình thế được không? Ôn Tiểu Vũ nghiêm túc hỏi Lục Trầm, rốt cuộc anh thích cái gì ở em? Thật là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp không? Anh nhớ đừng có đi giày cao quá đấy. Thế thì người ta sẽ thấy chồng em rất cao mà. Tiểu Vũ làm nũng, anh cao 1m85.